Hello anh em, tiếp tục giao máy nha anh em. Buổi chiều cuối tuần lại có lọc nha. 2018 xe đẹp. Anh trai anh đặt cọc hôm nay cũng cỡ nửa tháng hôm nay mới lấy nha. Về dòng Ghiền Kiên Giang. Đời 2021, động cơ số má là nguyên bản nguyên zin, zin ba nút nha. Con này đùi phên rồi còn nguyên zin hết. Nè anh em, không? Đùi bọng nguyên bản nguyên zin nè. Đùi bọng là nguyên bản nguyên zin nè, nắp gồm cũng chưa dở luôn nè. 2021 xe đẹp nha. Giao cho anh trai về dòng Ghiền Kiên Giang. Anh trai đặt cọc không gần cũng nửa tháng rồi, nay mới lấy. Mời chứ, tại vì bữa nay lên xe là 9 giờ mời, là hứa giao với anh trai là 9 giờ ngày mời nha. Quá đẹp anh em ơi, 2018 dòng Ghiền Kiên Giang đầu không nha. Hỏi lên đi. Con này hàng tuyển nha anh em, đời 2021, khách xuống trực tiếp coi máy, đặt cọc không gầy nửa tháng bữa nay mới lấy nha. Zin ba cục dưới ngàn giờ. Dòng Ghiền Kiên Giang nha, nay hứa với khách 9 giờ ngày mai tới, nay lên em lên xe sớm rồi, tối nay em đi sớm. Miền Tây thì em giao tận nhà tận nơi nha, anh em chỉ cần đặt cọc là tới nhà hết, nhận máy nhận tiền. Con này nguyên bản nguyên xi luôn nha anh em, xe web là nên không cần sơn phết gì hết. Mâm vỏ là nguyên bản nguyên xi luôn nè anh em thấy không? Mâm vỏ trước cũng vậy luôn, nguyên bản nguyên zin. Đó, con này động cơ sổ đồ nguyên bản nguyên zin nữa nè. Nồi ba da chưa cắt luôn. Đời tem chữ bể nha, giao về dòng Ghiền Kiên Giang. Bắt tạ vào đàng hoàng, kiểm tra đèn điện rồi cho khách là lên xe nha. Anh em nào đang quan tâm dòng 2018 thì liên hệ em. Mới vừa về một con cũng là siêu phẩm đó anh em, 2018. Đời 2020 xe zin ba nút luôn, chưa rửa nha, máy Thái mới về, chưa rửa. Con này chưa rửa, con này rửa ra là còn xuất sắc nữa anh em. Con này kèm theo cái bộ gò súc hãng nè, bộ gò súc này quá trời đẹp luôn nha, thêm cái dàn cài nữa anh em. Anh em nào muốn mua lẻ thì liên hệ em nha, dàn cài cực kỳ đẹp, dàn HD 246, chảo nó còn xanh cảo luôn anh em thấy không, rất là đẹp nha. 2018 về dòng Ghiền Kiên Giang miền Tây nha anh em, 68 Kiên Giang. Anh khách này đặt cọc hổng gài là như là hơn nửa tháng rồi, nay mới lấy. Con này thì đầu không chưa tính 300, 200 mấy thôi, rất là vừa xài luôn. Con này xe gia đình nha anh em thấy không, mấy cái này nó quấn keo ở trên này. Xe chạy gia đình cho nên động cơ số má đầu cũng nguyên bản nguyên zin hết. Năm 2018 xe cực bếp luôn nha anh em mà quan tâm liên hệ nha. Cuối 29 đầu 20, anh em thấy vỏ sau Otani mà gai nó còn này nè. Con này hàng tuyển nha anh em, rất đẹp. Mời em rửa ra cái là mới chát luôn á. Rồi anh em mình có liên hệ, quan tâm dòng này liên hệ em nha. 2018, xe đẹp đời 2021 xe Việt nha anh em VN. Tem nổi chữ bể, giao về Kiên Giang cho anh trai. Rồi cảm ơn anh trai nha, anh em mình cần mãi liên hệ em.